Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Thưa quý vị, một con số không vui, nhưng mà không biết có vui hay không vui thì quý vị suy nghĩ xem sao. Chúng ta thấy là ở quận Cam, Los Angeles trong thời gian qua đó, đường xá kẹt xe, mà chúng tôi không hiểu được. Cái con số này được đưa ra ngày hôm nay cho biết riêng ở Los Angeles không thôi, trong thời gian qua đó mất đi cũng mấy trăm ngàn người rời khỏi thành phố, rời khỏi California sang tiểu bang khác. Con số ngày hôm nay đưa ra đó, dân số California vừa giảm thêm 500.000 người tính trong vòng 2 năm qua. Và báo cáo cho biết số lượng người dân California rời khỏi tiểu bang không có chiều hướng suy giảm. Và vậy đã vậy, nó còn tăng lên nữa. Họ so sánh cả hai con số người ở tiểu bang khác đi vào California và số người rời khỏi California. Sự khác biệt đó là 500.000 người. Tính từ tháng 4 năm 2020 cho đến tháng 7 năm 2022, sự khác biệt giữa người vào và người ra 500.000, quý vị. Thế thì vấn đề chính đặt ra khi mà hỏi tới những người rời khỏi California, câu hỏi đặt ra những người này, tại sao anh bỏ California để đi? Có nhiều trả lời lắm, nhưng mà phần lớn đó, họ nói tình trạng đầu tiên đó, vẫn là housing cost. Thế thì những người mà không có nhà đó mà ở California này thì càng có cái khuynh hướng rời khỏi California, bởi vì lý do họ nói cái khả năng mà họ sở hữu một căn nhà, và nhất là những người vừa lấy nhau có gia đình có con thì càng khó khăn hơn nữa. Cho nên trong số 500.000 người này, chúng ta thấy đa phần là những người trẻ, lập gia đình, có con và không có khả năng để mua nhà. Đó là cái lý do chính. Thứ hai nữa, họ nói tình trạng tội phạm, rồi vô gia cư, vân vân. Thì đó là những vấn đề xã hội đã khiến cho họ mệt mỏi. Đây là những người sống trong các thành phố lớn, Los Angeles, quận Cam, Irvine, vân vân. Họ không có đưa ra cái nơi nào mà rời khỏi nhất. Nhưng mà phần lớn, thưa quý vị, những người rời khỏi California là những người sống xa thành phố lớn. Điều này nó hơi oái oăm, họ nói như thế này. Những người mà rời California thì họ nói, tôi từ nhà tôi đi đến sở làm. Và khổ nỗi đó, sở làm của họ thì ở trong trung tâm Los Angeles hoặc là ở các khu đô thị như là Irvine, Anaheim, South Coast Plaza, những nơi mà họ phải đi vào trong trung tâm thành phố để làm việc đó. Họ lái quá xa. Họ nói tình trạng kẹt xe mỗi ngày như vậy mà phải lái xe như thế đó thì còn gì là cuộc đời nữa. Những người này khổ nỗi đó bởi vì giá nhà đắt đỏ, họ không thể rời từ Riverside, San Bernardino, vân vân. Và kể cả có những người từ quận Cam đi đến Los Angeles để đi làm nữa, mà họ không có nhà. Và vì thế họ thấy rằng bây giờ tôi muốn dọn đến gần nơi sở làm. Thứ nhất, việc làm có được ổn định hay không? Thứ hai, cái việc dọn như vậy tốn kém thêm hàng tháng ít nhất 500 Mỹ Kim, bởi vì cái nơi họ ở rẻ hơn cái nơi họ mua sắm khoảng mướn nhà khoảng 500 Mỹ Kim. Cái điều đó khiến cho họ trùng lòng. Cuối cùng hai vợ chồng tính với nhau, bây giờ muộn miệng miếng muốn có con á, mà với cái tình trạng như thế này, anh đi làm mỗi ngày, em đi làm mỗi ngày, hai đứa hai nơi rồi không có thời giờ gặp nhau nữa thì còn gì là gia đình. Cuối cùng họ quyết định đi Texas, Florida, Nevada,
Arizona, đây là những khu vực mà họ thấy rằng mình đến đây mà hai vợ chồng làm việc vẫn có khả năng mua được căn nhà. Thời tiết mọi thứ nó có vẻ khác biệt, không có quen, nhưng mà ít nhất chúng ta có một cái cơ hội để có một căn nhà, có một gia đình. Thưa quý vị, cái giấc mơ của người Mỹ vẫn là sở hữu chủ một căn nhà. Đây là những cái chi tiết để cho thấy rằng nếu những ai mà họ đã sống ở các khu đô thị mà có việc làm rồi đó thì không có rời đi đâu cả, hoặc là có nhà rồi. Còn những người ngay bây giờ mà cái tình trạng nhà ở, mặc dù số người rời đi như vậy, chúng ta vẫn thấy California vẫn thiếu nhiều triệu căn nhà, vừa không đáp ứng được với tình trạng vô gia cư, vừa không đáp ứng được số nhà mà affordable. Đất nó quá đắt đi, không thể nào mà xây căn nhà bán với giá vừa túi tiền được. Cho nên căn nhà trung bình 500.000, 600.000 ở xa đó thưa quý vị. Chứ còn nhà ở cái khu vực trong đô thị thì không có cái giá đó nữa. Và quay trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị, công tố viên ở tại tiểu bang Michigan cho biết là họ đã thỏa hiệp được với chính quyền của Thái Lan trong một cái vụ dẫn độ một công dân Hoa Kỳ gốc Thái. Bà này đó can cái tội là đụng xe chết người sau đó bỏ trốn về Thái, nhưng mà cuối cùng đã bị chính quyền của Thái bắt giữ, và bây giờ bà đồng ý quay trở về Hoa Kỳ để mà ra tòa nhận tội. Thì đây là bà tên là Thấp Tim Su Housen, 57 tuổi thưa quý vị. Vào theo hồ sơ của tòa án đó là vào ngày 1 tây tháng Giêng ở tại thị trấn Oakland của tiểu bang Michigan, bà này sáng sớm 5 giờ rưỡi sáng lái xe đi làm. Thì bà kể là bình thường bà đi cái giờ này đó suốt bao nhiêu năm trời đó, đường vắng vẻ lắm. Nhưng mà lúc đó tháng Giêng là mùa đông, tuyết rơi dày đặc nữa. Cho nên là bà về một phút sơ ý, bà không có nhìn đường. Thì bà đã đụng chết anh sinh viên tên là Benjamin Cable. Anh này anh đi băng qua đường. Thì cái hồ sơ của tòa án không biết là anh này băng qua đường có đúng hay không. Nhưng mà chỉ biết là bà đụng, ảnh văng ra xa, nhưng mà sau đó đó bà lại bỏ xe chạy mất, bà lái xe bà chạy mất, bà không ngừng lại cũng như là không gọi cảnh sát để mà tìm cách giúp đỡ. Cho nên là thi thể của Cable đó mấy tiếng sau mới được người khác nhìn thấy, thì lúc đó cứu không có kịp nữa. Thì ngay sau khi mà đụng chết người hôm 1 tây đó, thì đến ngày 3 tây tháng Giêng, bà Houghton này đã book một cái vé một chiều và bay thẳng về Thái, không có ý định quay trở về Hoa Kỳ. Mặc dù là bà ở Michigan này có chồng với lại hai đứa con và là công dân của Hoa Kỳ gần 20 năm rồi. Nhưng mà phía tiểu bang Michigan đó, ngày 6 tây tháng 2 cuối cùng đã phát lệnh truy nã, và họ nhận được tin tức là bà đi về Thái, cho nên là họ đã liên lạc với chính quyền của Thái Lan yêu cầu truy lùng bà này và thực hiện cái việc dẫn độ, bởi vì Thái với lại Hoa Kỳ có hiệp ước dẫn độ. Thì phía Thái họ cho biết là ngày 14 tây tháng Giêng đó, họ đã tìm ra được nhà của bà này ở một cái thị trấn nhỏ ở Thái, và đã khuyên bà này ra đầu thú, có hiệp ước dẫn độ, nhưng mà nếu mà không có phạm tội ở đất Thái đó thì chính quyền Thái họ không có bắt, nhưng mà họ giống như là vẫn biết xem bà này bà ở đâu. Thì cuối cùng bà đồng ý quay trở về. Thì phía Thái cho biết là cuối tuần này họ sẽ sắp xếp bà lên chuyến bay bay về Michigan để mà ra tòa. Trong cái đó, chính quyền California và đặc biệt ở tại Florida tuyên bố vào sáng ngày hôm nay họ vừa bắt thêm 4 người nữa liên quan đến vụ ám sát ông Mose, ông tổng thống của Haiti. Vụ này mới đầu xảy ra phía chính phủ Hoa Kỳ và các quốc gia khác nghĩ là có thể là âm mưu một vụ đảo chính, bởi vì có cả các quân đội của Haiti can dự. Thế nhưng ngày hôm nay họ cho biết cuộc án mạng và sát hại ông Mose này là đến từ những cái nhóm người chống đối tổng thống Haiti, sau đó thuê mướn các cựu quân nhân của Colombia. Và chuyện gì xảy ra? Mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau phần quảng cáo của Little Sài Gòn TV.